em thứ mấy trong gia đình? Dạ em là út trong gia đình ạ. Bố mẹ em năm nay 73 tuổi rồi ạ. Cho nên cũng không làm ở gì. Ở nhà có mình em, có em nào mà chị em giống như Thanh Hằng, Thanh Hà với Thanh Huyền không? Dạ không, nhà em có 4 anh chị em nhưng mà đều mình to thương. Cao hết, mỗi mình em nhỏ này thôi ạ. Rồi, bây giờ câu hỏi của anh Lễ. Dạ. Nha. Dĩ nhiên là trong cuộc sống các em là người đi lại rất khó khăn, các em bị người ta không tin tưởng về dạ, mình có cơ hội làm, hoặc là xã hội người ta chưa em hoàn toàn người ta nâng cao vị trí của các dạ, em dạ. Điều đó chị rất là hiểu dạ. Nhưng mà ở bên Mỹ á, rất là bình đẳng em. Từ những cái người mà khiếm khuyết cho tới những cái người mà lành lặn và cao lớn, tất cả họ đều tôn trọng như nhau và không bao giờ phân biệt. Thậm chí là các bạn là những người được chính phủ người ta nâng cao hơn trình độ và nghiệp vụ nữa. Cho nên chị rất là hãnh diện và rất là mong một ngày nào đó khi mà các em đầy đủ cái cơ hội và được may mắn anh Thành Lễ là một trong những người sáng lập cho một trong team, thì mong rằng chị sẽ gặp được tất cả các bạn ở bên Hoa Kỳ để các em có thể nhìn thấy được tận mắt và chứng kiến những cái sự thay đổi như thế nào với cái xã hội bên này và xã hội bên kia. Thì các em sẽ vui mừng được đôi chút. Kính thưa quý vị, nếu mà nói lại như ca sĩ Như Quỳnh cũng giống như tất cả quý vị, chúng ta đang sống một đất nước phải nói là quá là hùng mạnh trên toàn thế giới, thì cũng nói easy, nó quá dễ. Nhưng mà thấy Thanh Hằng, Thanh Hà mới đầu cũng không nghĩ một ngày qua được bên Mỹ hoặc là một số nước châu Âu. Bây giờ Thanh Hằng, Thanh Hà, mấy em thấy sao? Dạ. Rất là ngưỡng. Em rất là ngưỡng họ luôn. Khán giả khắp nơi thích, mà không những là có quý vị thương mến, cô đi của nước ngoài, cô đi làm mà. Rồi xong nó cũng về, cô xây lại cái nhà rất là to lớn cho gia đình tại Mê Linh. Rồi một số các bạn khuyết tật khác, không phải riêng gì học trung tâm, những các hội từ thiện khác cũng làm được điều này. Nhưng mà ít khi mà bảo lãnh tất cả các em làm cái gì mà kêu là working permit, có nghĩa là mời các em đi làm hợp đồng đó, cho nên đi hợp đồng đó, đi làm việc được trợ lương. Bây giờ như vậy, chúng ta sẽ mở một cái chương trình ở tại đây cho đất nước, nhất là tất cả 8 con nàng tiên, 9 người và nhiều nữa, rồi công chúa nè, Ngũ Hoài nè, rồi Thành Lễ, rồi tất cả quý vị hãy về. Chúng tôi không cần phải nói tổ chức ở nơi phải nói là nhà nhà hát lớn ha, cũng không có cần có một bự ha, miễn là một nơi nào đó có các em ấm cúng, hoặc là một cái nơi nào đó nhiều khán giả là được rồi, mà dễ gần gũi hơn, thân yêu. Dạ, thương không yêu cần cả các bạn, các em đồng ý không? Dạ, dạ. Có. Rồi. Rồi. Mình sẽ cố gắng làm tất cả những chuyện đó cho tất cả các bạn và các em. Thành ra là chị mong rằng không có lâu đâu thì chương trình của chúng ta thực hiện sẽ sắp được. Bây giờ xin lỗi Như Quỳnh, các em thì gặp chị Như Quỳnh trên TV cũng giống như trên video thôi, hoặc là trong những cái show đại nhạc hội. Các em có bao giờ thấy những người khuyết tật diễn được những nơi lớn như vậy không? Anh không nói là trong những cái show mà các em coi đời rất đẹp, hoặc là những cái chương trình, các em có bao giờ thấy các anh em mình không, rất là nhiều tài giỏi như Thanh Hằng, Thanh Hà nè, dạ, nhiều các bạn anh không nói tên được diễn chung với sân khấu lớn với chung với star ở Việt Nam như Mỹ không? Dạ không. Tại sao? Đây chắc là họ vẫn còn phân biệt ấy, kiểu em với em cũng nghĩ là do người khuyết tật chưa tự tin nữa. Người khuyết tật thì thứ nhất là chưa đủ tự tin, tức là vẫn còn đang bị kỳ thị, bị sự kỳ thị của ánh mắt của xã hội, nên là cũng chưa đủ tự tin. Và khi đối với bản thân em đây, đi học thì kể cả các thầy cô giáo cũng không khuyến khích là học nhiều nữa, mà các thầy cô giáo cũng có người thì tức là ngày cách đây em học hơn 20 năm rồi, có người bảo học làm gì, sức không thể đủ, sức không thể đủ để mà học vào lớp chuyên đấy. Tức là em thi vào lớp chuyên, lớp chọn, nhưng mà bảo là sức không thể đủ để vào lớp chọn. Cuối cùng em cũng bị trùng bước, là em định theo khối A nhưng mà bị trùng bước là phải sang khối C cho nó đỡ vất vả hơn đấy. Thế là cũng phải chịu ở khối C. Nên là em học bên xã hội, nói chung là cũng có lẽ là vì cái số phận, cái tức là người ta cái xã hội đấy, không
tức là cũng là cái số nên là đưa đẩy em đến xã hội, nên là bây giờ em làm bên là công tác xã hội. Tôi vui hơn. Mà nghề công tác xã hội nó hợp với cái hoàn cảnh của mình hơn. Đấy. Bây giờ mình ưu tiên cho phía Nam đi. Dạ. Vui đi, lấy chuyện vui. Dạ. Nói chuyện đi. Rồi bây giờ em đang làm gì? Dạ em bây giờ đang làm thiết kế nội thất diễn họa 3D ạ. Rồi bây giờ là em trong gia đình em thì tất cả anh chị em đều lớn đúng không? Thế em đi ra ngoài đường đó, em có gặp gì mà ngoài sự đi lại khó khăn, người ta tưởng mình là con nít, em có bị một cái gì mà giống như là làm cho em bị ảnh hưởng tinh thần, mà em câu chuyện nào làm cho em nhớ nhất? À cái này gì nói chung là em cũng trải qua nhiều nên là cũng cảm giác nó bình thường rồi. Bình thường đúng không? Vâng, còn hồi nhỏ thì họ có thể là họ trông chưa quen, thì độ em vào cấp 1 ấy thì họ nhìn họ lạ mắt, họ bâu, họ xem ấy, kiểu nói là như kiểu sinh vật lạ kiểu đó, họ bâu như kiểu sinh vật lạ ngắm là kia, vâng, bâu quanh rồi như thế. Rồi bây giờ em ngoài Hùng biết anh, các em mới biết thôi đúng không? Các em nghĩ thế nào? Chị Như Quỳnh cũng là một trong những người bạn, người em của anh cùng đồng hành cùng một thời điểm 2009. Thì bây giờ như vậy, các em nghĩ như thế nào? Có một sân chơi, một nơi diễn đàn dám nói, một nơi công việc giao cho mấy tụi em làm việc. Nếu mấy tụi em làm việc cho anh, anh Ngọc trong tim của tụi anh cũng trả lương cho mấy em có thêm việc làm. Và tụi em nói thiệt, tụi anh không cần cắt xé, tụi em không thích. Tụi mình cũng không có gì mà cường điệu hóa câu chuyện. Mà tụi em thấy như thế nào Ngọc trong tim với các hội từ thiện ở đây đã từng lên TV, các em thấy như thế nào? Quá là sung sướng. Không, được đi đây. Rồi các em chỉ cướp lời nhé. Dạ. Được đi đây đó, được đi đây đó là cái niềm hạnh phúc đúng không? Được vinh dự. Và hai nữa là cái mơ ước của em thì tầm mắt của mình. Mơ ước của em thì luôn được đi xa, luôn được biết được tất cả mọi nơi nhé. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Em rất thích đi chơi. Anh Lễ xin thay mặt cho quý khán giả đang live stream nè, quý vị đang coi trên đài Ngọc trong tim nè, nếu quý vị thương mến các em, đây có tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cô bé thiên thần và thêm 2 chàng trai hoàng tử thương mến chúng tôi lúc nào cũng một Ngọc trong tim. Nếu quý vị có về nước, quý vị hãy đọc những số phone đây là chúng tôi để lên để quý vị liên lạc, không thôi liên lạc qua Ngọc trong tim nếu quý vị là Hà Nội nha, tại vì các em sống ở Hà Nội mà các em khắp mọi nơi thì các em gặp các em thì một bữa ăn nha, rồi có những món quà tinh thần hoặc là giúp cho các em nào đó được, tại vì anh Lễ cũng cần khán giả của khắp mọi nơi ủng hộ Ngọc trong tim và chúng ta mới có điều kiện đưa các bạn như Thanh Hằng, Thanh Hà, rồi các bạn như Phương Bến Tre nhiều lắm đi qua chúng ta đi ra nước ngoài để làm việc thì không nhất thiết phải hát nữa, thì các bạn có khả năng gì các bạn làm việc chúng tôi tạo điều kiện, thì chúng ta cứ cầu nguyện nè, chúng ta có quyền mơ ước giống như tên em nè, và chúng ta có thể liên lạc với nhau làm bạn trên Facebook, YouTube hoặc trên website, hoặc chúng ta học hỏi những các bạn ở bên nước ngoài giống như mấy anh chị em đi về đó để chúng ta làm việc. Kính thưa quý vị, chương trình đến đã chấm dứt, rất tiếc. Ngọc trong tim tại Việt Nam là tất cả các em, quý vị tới hỏi thăm, nếu là Hà Nội thì quý vị có thể liên lạc nhóm là em Hùng sẽ gặp cho quý vị và gặp hết tất cả các bạn. Bây giờ chương trình chúng ta đã tạm dứt, cũng thay mặt cho chương trình Thế Lệ cũng cảm ơn những người ân nhân, các người bạn ở tại miền Bắc cũng như một số bạn bè mà nhiều lắm, chúng tôi nếu thiếu sót một cái bị bỏ qua. Và chương trình Thành Lễ và Ngọc trong tim đến đây để chấm dứt, hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ sau đông vui hơn nữa. 1, 2, 3 trong ca luôn đi. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say tới.
đơm bông, trên má em hồng, đẹp tựa như lá me rơi, khung trời xanh hương mang. Ta đã xa nhau lúc hè về thu sát vườn buồn đường đô khói ngầm trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong, xin hiếu rừng lửa còn đốn cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi